Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cậu Review. Trước mặt các bạn đang là chiếc Nokia 8.1 cùng với chiếc Huawei P30 Lite. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thành speed test giữa hai sản phẩm này và để xem là trong cái tầm giá khoảng hơn 6 triệu đồng thì hiệu năng của sản phẩm nào nó sẽ mạnh hơn nhé. Xét về thông số cấu hình thì hiện tại chiếc Nokia 8.1 nó đang được chạy ở trên con chip Snapdragon 710 đi kèm với dung RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Còn chiếc Huawei P30 Lite thì nó sẽ được chạy trên con chip Kirin 710 đi kèm với dung RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Và cả hai sản phẩm này thì mình đều mượn tại hệ thống Hoàng Hà Mobile. Link chi tiết của cả hai thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Ok, quay trở lại với hai chiếc smartphone chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành tắt tất cả ứng dụng chạy nền của cả hai máy đi. Sau đó thì mình sẽ tiến hành khởi động lại cả hai máy. Đó, chiếc Huawei P30 Lite của mình đã lên trước rồi. Ok, và đây thì mình sẽ có tất cả là 8 tựa game và 4 ứng dụng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần thi test tốc độ nhé. Một là app AnTuTu nè, 1, 2, 3. Vâng, con chip Snapdragon 710 ở trên chiếc Nokia 8.1 đã vào trước rồi. Và các bạn có thể thấy đây, cái điểm số AnTuTu thì con chip Kirin 710 không có thấp hơn rất nhiều so với con chip Snapdragon 710 luôn, kể cả điểm tổng thể, điểm CPU lẫn điểm GPU. Đó. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cũng chỉ là mức tham khảo thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang với Geekbench 4, 1, 2, 3. Và con chip Kirin 710 nó vào trước. Và đây là điểm số đơn nhân cũng như đa nhân. Thì các bạn có thể thấy là cũng không chênh nhau quá nhiều như kiểu là trên AnTuTu. Đó. Ok, giờ chúng ta sẽ vào app đầu tiên gọi điện để cho nó chạy nền. Bốn cái app đầu tiên này thì mình sẽ không tính điểm nhá. Mình chỉ mở lên cho các bạn xem cái điểm số AnTuTu cũng như là bật mấy cái app này lên cho nó chạy nền thôi. Gần tốc độ mở của chúng thì cũng như nhau thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào với tựa game đầu tiên, đó chính là Zombie The Tsunami. 1, 2, 3. Wow, con chip Kirin 710 lại vào trước cơ. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với tựa game Plan vs Zombie Free. 1, 2, 3. Wow, con chip Kirin 710 lại vào trước này. Khá là bất ngờ. Đó, đấy là nhân chứng vì sao mà điểm AnTuTu không nói lên được tất cả. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với Temple Run 2. 1, 2, 3. Đó, các bạn có thể thấy không? Con chip Kirin 710 load game nhanh hơn. Mình cũng không hiểu tại sao. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với tựa game Fruit Ninja. 1, 2, 3. Cả hai vào khá tương đồng so với nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với tựa game Shadow Fight 3. 1, 2, 3. Vâng, lần này thì Snapdragon 710 đã vào trước. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang với tựa game Warhammer. 1, 2, 3. Ok. Con chip Kirin 710 lại một lần nữa giành điểm số. Mình khá là bất ngờ với cái kết quả này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với tựa game PUBG Mobile. 1, 2, 3. Nhưng mà lần này đối với tựa game PUBG Mobile thì chiếc Nokia 8.1 đã vào trước rồi. Ok.
Tiếp theo chúng ta sẽ sang với tựa game nặng cuối cùng là chiếc Asphalt 8. 1, 2, 3. Lần này thì của chiếc Green 710 vẫn vào trước. Giờ chúng ta sẽ đua thử một vòng vào một map nhá. Green Snapdragon 710 vào trước. Vậy là kết quả của phần thi test tốc độ thì các bạn thấy là khá là bất ngờ khi mà có chiếc Green 710. Mặc dù là cái điểm số Azutu của nó thấp hơn hẳn đấy, nhưng mà cái tốc độ load game của nó lại giành chiến thắng. Mình khá là bất ngờ về kết quả này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang với phần thi đa nhiệm thì 4GB với 6GB thì chắc chắn là 6GB nó sẽ đa nhiệm tốt hơn rồi. Nhưng mà để xem là kết quả của cái bài test này như thế nào. Cả hai đều rưỡi được này. Ben, Ben Nokia đã phải lốt lại. Gọi điện này cũng phải lốt lại một chút. Tiếp theo là tin nhắn. Cả hai, nói chung là chiếc Nokia 8.1 này bị lốt lại khá nhiều. Ba ứng dụng đầu đã phải lốt lại rồi. Game nào? Zombie. Phải lốt lại. Tiếp theo là Plan vs Rugby. Đấy, các bạn có thấy là cái chiếc Nokia 8.1 đã phải lốt lại rồi. Thôi mình sẽ tua nhanh cái phần thi đa nhiệm này nhá, để cho các bạn đỡ mất thời gian. Ok, vừa rồi thì mình đã gửi các bạn video speed test giữa chiếc Nokia 8.1 và chiếc Huawei P30 Lite. Và kết quả là chiếc P30 Lite đã giành chiến thắng kể cả là phần thi tốc độ lẫn phần thi đa nhiệm. Dù gì chiếc P30 Lite cũng là phiên bản rút gọn của chiếc P30 cũng như chiếc P30 Pro. Ok, của các bạn nghĩ sao về kết quả trên thì xin mời lại ý kiến dưới phần comment. Một lần xin cảm ơn hệ thống Hoàng Hà Mobile đã hỗ trợ mình chiếc Huawei P30 Lite cũng như là chiếc Nokia 8.1 để thực hiện video. Link chi tiết của cả hai sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.